Rất vui được đồng hành cùng quý vị khán giả trong chương trình Phú Quý Tài Lộc. Quý vị thân mến, trong không gian thờ cúng của mỗi gia đình, bát hương luôn là vật linh thiêng nhất, là nơi đại diện cho linh hồn của những bậc tiền nhân. Bát hương đóng vai trò quan trọng hàng đầu trên bàn thờ, đó là nơi để gia chủ thắp nén hương tưởng niệm, cầu cúng, thể hiện lòng biết ơn, thành ý hướng về cội nguồn, gửi niềm tin vào cõi vĩnh hằng mà chúng ta vẫn thường quan niệm là nơi có thần linh cùng tổ tiên an nghỉ. Vậy trên bàn thờ gia tiên nên đặt bao nhiêu bát hương và vị trí các bát hương như thế nào để không phạm sai lầm? Đây là câu hỏi thường trực của rất nhiều gia chủ có lòng thành tâm kính bái tổ tiên. Trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trên bàn thờ gia tiên có mấy bát hương là chuẩn? Để lý giải cặn kẽ hơn về việc trên bàn thờ nên có mấy bát hương là đủ, ta cần tìm hiểu về gốc rễ của vấn đề. Điều đầu tiên nên biết đó chính là tại sao ở chúng ta cần phải thờ cúng. Người ta thường nói đất có thổ công, sông có hà bá. Xét về tâm linh thì cai quản đất của một nhà là các quan thần linh. Nếu đất mà không có các quan thần linh cai quản hoặc các quan thần linh không thiêng thì các vong vãng lai sẽ chiếm giữ lô đất đó. Vì thế, theo truyền thống, chúng ta lập ban thờ và thờ các quan thì các quan ngự địa phận vị trí đó để các thần linh cai quản trông nom cho nhà cửa an yên. Các quan mà thiêng sẽ không có vong vãng lai nào vào lô đất được. Theo tâm linh thì phòng thờ là không gian làm việc, nơi ngự của người âm. Ban thờ chính là bàn làm việc, là nơi ăn, là nơi nghỉ ngơi của người âm. Đó còn là nơi tưởng nhớ tới gia tiên để con cháu nội tộc, con dâu rể mới cưới về thắp hương còn biết tới những người trong dòng tộc của mình, còn biết tổ tiên ông bà mình là ai, hay những người mất trẻ trong dòng họ là ai. Qua đó để giáo dục thế hệ con cháu biết báo hiếu tổ tiên, giáo dục về cội nguồn, lòng hiếu thảo, sống có lễ nghĩa. Ý nghĩa của bát hương trong văn hóa thờ cúng. Từ xưa tới nay, bát hương luôn là vật thờ thiêng liêng và gắn bó với tâm thức người Việt và có ý nghĩa quan trọng trong tín ngưỡng văn hóa thờ cúng tổ tiên. Trong việc thể hiện lòng biết ơn, thành kính của con cháu với tổ tiên, bát hương như đại diện cho lời mời gọi đấng sinh thành của thế hệ trước về đoàn tụ với con cháu. Nói cách khác, bát hương là nơi giáng ngự của các bậc tổ tiên nguồn cội. Chỉ một nén hương cũng đủ bày tỏ lòng biết ơn, thành kính của con cháu. Người xưa quan niệm rằng qua cách trưng bày bàn thờ gia tiên, bát hương có thể đánh giá gia cảnh, sự quan tâm, thành khẩn của gia chủ. Bàn thờ đầy đủ các vật thờ và được bố trí gọn gàng sẽ thu hút vượng khí, tiền tài, ấm êm cho gia đình. Vì thế, gia chủ cần quan tâm đến việc thay chân hương sao cho bàn thờ luôn sạch sẽ, thông thoáng nhất. Những nén hương nghi ngút hương khói vừa thể hiện sự thành tâm với ông bà tổ tiên, vừa thể hiện mong muốn về cuộc sống tốt đẹp, hướng thiện. Không những thế, mùi thơm thoang thoảng của hương trầm còn giúp tâm hồn con người được thanh lọc, thanh tịnh hơn rất nhiều. Vậy trên ban thờ trong một gia đình thường thờ những ai? Tài lộc của mỗi người thường được chia ra các nguồn sau: lộc từ gia tiên, tức phần mộ, nhà thờ họ, thờ chi; lộc từ đất, nhà đang ở và thờ cúng tại đất đó; lộc từ bản mệnh,
lộc từ người hợp mệnh. Ngoài ra còn có lộc từ thiên, Phật, Thánh. Đó là lý do để giải thích rằng nhiều người không có học vấn, không giỏi mà vẫn giàu là ăn lộc từ thờ cúng và phần âm. Từ đó, người xưa quan niệm rằng trong việc thờ cúng cũng như bài trí bàn thờ gia tiên có thể chia làm 3 cấp bậc dưới đây. Thờ Phật. Nhiều gia đình vẫn thờ Phật để cầu mong sự bình an đến với gia chủ, hóa giải mọi tai ương, hướng về cõi Niết Bàn. Thờ Thần. Bao gồm các vị thần giúp cho mỗi gia đình được yên ổn như Thổ Công, Long Mạch, Thần Tài Lộc, Tiền Chủ, Hậu Chủ. Thờ Gia Tiên, Tiền Tổ. Chính là thờ những người đã khuất, thế hệ đi trước trong gia đình, dòng họ của mình. Thờ Gia Tiên là tập tục đã có từ rất lâu, làm nên nét văn hóa truyền thống uống nước nhớ nguồn cho con dân Việt. Ngoài ra còn mang ý nghĩa bày tỏ tâm nguyện nhận được sự phù hộ, độ trì, che chở, bảo vệ của gia tiên dành cho con cháu. Vì vậy, để bàn thờ phụng được trọn vẹn, mỗi gia đình nên có ít nhất 2 bàn thờ. Bàn thờ gia tiên nên có mấy bát hương? Với một gia đình thông thường thì việc thờ cúng các quan là Thổ Công, Thổ Địa, Long Mạch, Táo Quân, Thần Đất, Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức Tôn Thần, Ngài Tiền Hậu, Địa Chủ Tài Thần. Sau đó là thờ gia tiên, tiền tổ, cụ kỵ ông bà và bà cô, ông mãnh, cô cậu, huyền cô, huyền cậu của dòng họ. Vì thế, hai ban thờ trong một gia đình gồm có ban thờ Phật có một bát hương, ban thờ còn lại có thể thờ chung thần và gia tiên nhưng lại phải có 3 bát hương. Bát ở giữa to nhất, cao nhất là thờ các quan. Bát bên phải khi đứng nhìn vào bàn thờ là thờ gia tiên, tiền tổ, cụ kỵ ông bà. Bát bên trái khi đứng nhìn vào ban thờ là thờ bà cô, ông mãnh, cô cậu, huyền cô, huyền cậu. Dù đã tìm ra câu trả lời là bàn thờ gia tiên có mấy bát hương, vẫn có người phân vân rằng nếu nhiều gia đình chỉ thờ chung các vị ở trên vào có một bát, nhiều nhà là con thứ cũng chỉ thờ có một bát hương các quan thần linh, có đúng không? Ban thờ tốt nhất cho một nhà là nên đủ 3 bát hương. Vì trong những ngày Tết, Dỗ, mùng 1, ngày rằm, khi cúng, chúng ta đều mời đầy đủ các vị về, mà bát hương là nơi để các vị ngự. Nếu đặt chung một bát hương, có nghĩa là các vị phải ngự chung một bát hương là không đúng ngôi thứ, chồng lấn lên nhau. Bát hương của các quan thì gia tiên không thể ngự cùng. Nếu chỉ đặt một bát hương thì gia tiên về không có chỗ ngự, thì con cháu xin lộc, xin công danh, xin bình an vân vân thì gia tiên cũng không cho. Là con thứ cũng như con trưởng đều được gia tiên cho lộc. Nếu nghĩ là con thứ mà không đặt đủ bát hương để các cụ về ngự thì làm sao các cụ phù hộ cho? Ban thờ Phật gồm một bát hương, ban thờ còn lại có thể thờ chung thần và gia tiên nhưng lại phải có 3 bát hương. Ngoài bát hương thần linh và gia tiên, bạn cần có thêm bát hương riêng cho bà cô tổ. Đây chính là người đại diện giữa thần linh và gia tiên của mỗi gia đình. Như đã nói ở phần trên, việc bài trí và thờ cúng được chia làm 3 cấp bậc. Vì vậy, việc đặt bát hương cũng phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định và cũng có sự phân chia cấp bậc. Bàn thờ Phật tổ ở bậc cao nhất, tiếp theo là đến các vị thần linh và cuối cùng là gia tiên. Hiện nay,
việc thờ Phật phổ biến nhất là ban thờ Phật có riêng một bát hương, không cần to nhưng phải cao hơn cả. Vâng thưa quý vị, việc đặt bát hương thờ cúng quan trọng nhất ở cái tâm. Đây là cách để chúng ta thể hiện lòng thành với người đã khuất, với đấng bề trên, chứ không phải để cầu xin sức khỏe hay tiền bạc. Cũng như quan niệm nhân quả của Phật giáo, những gì chúng ta đang có ở hiện tại là nhờ vào kiếp trước, do tu dưỡng hiện thân mà thành. Lòng thành tâm là tiên quyết, và một khi đã thành tâm thì chắc chắn các gia chủ sẽ chú tâm tìm hiểu về việc làm thế nào để bốc bát hương và đặt bát hương được thuận theo phong thủy nhất. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ ngay sau đây. Quy trình bốc bát hương đúng phong thủy. Bát hương giống như một sợi dây kết nối giữa cõi âm và cõi dương, nơi linh khí của người bề trên có thể nương tựa vào khi muốn quay về thăm con cháu. Việc bốc bát hương cũng cần phải chú ý đến các nguyên tắc nhất định để không phạm phải tội thất kính với các bề trên. 1. Chuẩn bị bát hương. Đầu tiên, khi mua một bát hương về thì phải rửa qua nước muối, rượu gừng có pha chút nước hoa, hay thả vào mấy cánh hoa hồng cho thơm để làm sạch những phần hữu hình rồi phơi cho khô, hay đem sông trầm hương. Nước đã dùng đổ ra trước sân hay vẩy chung quanh nhà, không đổ xuống cống. 2. Chuẩn bị cho bát hương đã được làm đúng pháp là bát hương có cốt. Cốt bát nhang có 7 thứ báu, tức thất bảo, như vàng, bạc, ngọc, mã não, san hô, vân vân. Tối thiểu có 3 thứ vàng, bạc, ngọc được bọc bởi một tờ giấy tráng kim, dùng bút đỏ đã được làm phép chú bút, chú giấy, chú mực ghi một số chữ. Do sự ghi chữ thiên do các vị thánh ngự ghế viết. Trong bát nhang còn có tiền âm, tức ngũ lộ thần tài, tiền dương màu đỏ, mệnh giá số 5, tức sinh, được gấp thành các chiếc thuyền nhỏ xếp xung quanh khối cốt thất bảo. 3. Quá trình bốc. Rửa tay sạch sẽ bằng rượu hay nước gừng. Khi bốc bát hương thì bốc lần lượt từng nắm cho đặt vào. Để cho yên tâm, nhà chùa thường khuyên đếm theo số sinh như sinh, lão, bệnh, tử, lần lượt đếm và bốc cho đến khi gần đầy miệng bát. Thông thường khi đến nắm cuối cùng sẽ dừng lại ở số sinh. Khi bốc nên bốc từng nắm cho vào đầy và lắc, chứ không nên ấn hoặc nền chặt. Trước khi bốc bát hương nào thì cũng phải khấn nhỏ là con, họ tên, xin bốc bát hương cho thần linh hoặc gia tiên. 4. Bốc xong đặt bát hương lên ban thờ. Bát hương thần linh ở giữa, bát hương bà cô ở tay trái từ trong nhìn ra, bát hương gia tiên bên tay phải. Ở ta hay có quan niệm coi trọng người đứng khấn hơn bàn thờ, nên hay tính theo người đứng khấn, tức bát hương bà cô, để bên tay trái nhìn vào. Sự khác biệt này cũng không có ảnh hưởng lớn. Đồng thời, khi chân nhang quá nhiều cần rút bớt, nhớ để lại 5 chân. Những chân nhang đã nhỏ cần đem đốt, thả cho xuống sông, suối. Bát nhang bỏ đi, ví dụ bát nhang của ban thờ vong, cần thả xuống sông, suối. Tốt nhất là đặt trên miếng xốp nổi, tránh vất nơi uế tạp. 5. Sắm lễ. Hoa tươi, quả tươi, nước sạch bày lên bàn thờ, mở rộng cửa ra vào trước khi thắp hương. Lúc mới đầu mỗi bát hương thắp 3 nén, những lần sau chỉ cần 1 nén là đủ. Nếu có chân nhang cũ có thể cắm lại mỗi bát 5 chân nhang. 6. Bố trí. Bát hương đã đặt lên ban thờ cần giữ nguyên vị trí, không xê dịch
Sau bát hương là phần thờ cúng, chỉ nên để ảnh gia tiên nếu có, không bày rượu vàng mã ở đây. Tất cả đồ thờ dâng lên như hoa tươi, quả tươi vân vân cần ở phía trước hay bên cạnh bát hương. Theo quan niệm của thế giới tâm linh, việc đặt bát hương không thể tùy tiện theo sở thích hay cảm tính, mà cần đến sự tư vấn kỹ càng từ các bậc thầy phong thủy nhà ở. Nếu đặt bát hương đúng cách, gia đình sẽ được hưởng vận may, phát tài phát lộc. Nhưng nếu làm ngược lại thì không thể lường trước được những tai họa có thể xảy ra. Dưới đây là những điều tuyệt đối kiêng kỵ khi bày bát hương trên bàn thờ. 1. Không để bát hương bị xê dịch. Bát hương thường được đặt chính giữa bàn thờ, tuyệt đối trong một năm không được xê dịch tùy tiện, kẻo gia đình gặp tai họa xui xẻo ập đến. Bạn nên chú ý đến cuối năm thay bát hương, phải dùng bàn tay sạch sẽ để thay. Chân hương sau khi dọn mang ra hồ, sông, bò hoặc đốt hết. Phải giữ lại số chân nhang là số lẻ. Điều này sẽ khiến gia đình an yên, tài lộc, sức khỏe, hạnh phúc quanh năm. 2. Không đặt bát hương bị trông chênh. Như đã nói ở trên, bát hương là linh vật thiêng nên cần phải cố định. Bạn không nên liều lĩnh đặt bát hương trông chênh lệch bên trái hay bên phải. Cho dù bàn thờ lớn nhỏ thế nào cũng phải nhớ có đủ 3 bát hương. Bát chính giữa là to nhất để thờ các quan thổ công, thổ thần, táo quân, v.v. 2 bát hương hai bên là thờ ông bà tổ tiên của gia đình. Trên bàn thờ luôn phải có đèn dầu hoặc nến để thể hiện sự tôn nghiêm chốn linh thiêng. 3. Không đựng cát trong bát hương. Nhiều gia đình đổ cát vào bát hương để cắm nhang mà không thể ngờ đây là một quan niệm sai lầm. Phong thủy quan niệm cát là thứ bụi bặm ô uế, nên để trong vật linh thiêng như bát nhang thì gia chủ khó mà tránh khỏi tai ương xui xẻo. Tốt nhất gia chủ nên lấy cho đun bếp được đun bằng rơm bỏ vào trong. Có như vậy thì tài lộc mới đầy nhà, vui vẻ hạnh phúc. 4. Không dùng bát hương làm bằng đá. Bát hương làm bằng đá là điều tối kỵ, bởi chất liệu này chỉ phù hợp với miếu chùa chứ không hợp với bàn thờ trong nhà. Nếu gia chủ cố tình sử dụng chất liệu này thì rất có thể tài lộc trong nhà sẽ bị mang hết đi. Hy vọng là những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các gia chủ, đặc biệt là những người muốn thành tâm tìm hiểu về việc đặt bát hương sao cho đúng, cho thuận. Bát hương là nơi ngự giá của thần linh, của tổ tiên trên bàn thờ, tuyệt đối không nên làm sơ sài, kẻo rước họa vào thân các bạn nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hãy bấm thích và đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!